Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em lại quay trở lại với video tiếp theo của ngày hôm nay của mình. Hôm nay thì mình cùng với anh em chúng ta sẽ cùng nhau là quay trở lại với cổng game, đó chính là Xỉu Mini Sun Win các bạn nhá. Để nói chung là mình cũng muốn là chia sẻ với anh em thêm về gọi là một số những cách bắt cầu tài xỉu, đúng không? Bắt cầu theo xí ngầu để có thể gọi là chốt được lời. Thì nếu như anh em nào quan tâm ấy thì link mình sẽ để ở phần mô tả cho anh em mọi người nhá. Ok. Trước mắt ấy, thì nói về gọi là cái con game gì rồi đi thì mình thấy là đa số bây giờ là anh em hay bị nhầm một cái ấy, đó chính là các bạn bắt kiểu là bắt dập khuôn vào một cái dạng cầu ấy thì các bạn sẽ rất là khó để bắt các bạn nhớ. Mình nói thật, nếu như anh em bảo anh em xác định ấy mà các bạn chơi mà bắt bắt dập khuôn một cái dạng cầu ấy thì không bao giờ các bạn có thể lời được anh em ạ, được chưa? Ok, hôm nay thì mình cứ đánh nhẹ và là một mờ trước này. Đây, từ này mình tiếp tiếp thử xem là cái dạng cầu nó còn chạy hay không anh em ạ. Bởi vì làm thế là nãy giờ nha, chưa nói đến xí ngầu nhưng mà nói về cái dạng cầu đi. Cầu 22 này rất là đẹp, cầu 123 rất là đẹp, cầu 313 này rất là đẹp này, cầu 22 rất là đẹp, cầu 11 rất là đẹp, cầu 212 rất là đẹp. Nói chung là để mà nhận xét về cái dạng cầu của con game này ấy, thì nó thật là không còn từ gì để có chê anh em ạ. Bởi vì đây là những cái cầu mà nó quá là cơ bản luôn anh em. Nếu mà thả một cái ông nào mà mới chơi vào đây ấy, cái dạng cầu này ấy, thì mình nói thật với anh em là chắc là nhắm mắt cũng đánh được. Bởi vì là theo những cái dạng cầu cơ bản thế này thì nó không hề khó anh em ạ, được chưa? Nếu mà theo những cái dạng cầu cơ bản như thế này ấy, thì nó không hề khó một tí nào luôn. Mỗi việc cả anh em mình đánh là các bạn đã có thể được rồi, được chưa anh em? Mỗi việc là anh em mình gọi là vào chiến thôi là đã có thể gọi là bú được rồi anh em ạ. Đó, những cái dạng gọi là rất là cơ bản các bạn nhá, chưa cần xếp xí ngầu luôn, mình đánh bình thường thôi đó anh em ạ. Ồ, hết à? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, anh em ơi. Ôi trời ơi, anh em ơi, chúng ta xem nào. Vẫn còn thêm một xíu anh em ạ, từ từ nhá. Anh em mình vẫn cần thêm một là cái dạng cầu đi lốt tay nữa các bạn nhá. Nếu như tiếng này mà mình bắt nó một sai dạng cầu thì mình sẽ bắt theo xí ngầu rồi nhá. Để đi. Theo lốt cái tay đi. Theo lốt tay các bạn ạ. Theo lốt nhẹ cái tay, theo lốt nhẹ cái tay cái. Từng 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 từng. Cần thêm anh em ơi. Cần thêm anh em ơi. Rồi, hết cầu rồi. Ok đấy các bạn nhá. Đây mình sẽ hướng dẫn anh em bắt xí ngầu đây. Đấy, ủa từ từ. Ê. Ủa từ từ. 1 2 3. 1 2 3. Mẹ đẹp thế nhở? Vãi nồi sao mình không nhìn thấy ta? Chết, không nhìn thấy bạn ạ. Ok, để mình nói về xí ngầu ấy thì anh em để ý giúp mình nhá, là cái con đầu xí ngầu này quặn so sánh với cái quả phiên này để chơi anh em. Nếu ấy con này mà cộng với con này mà ra chẵn thì anh mình đánh tài, được chưa? Các bạn lấy số đầu chỉ xí ngầu một thôi các bạn nhá, anh em tắt xí ngầu hai đi giúp mình nhá, tiết xí ngầu hai xí ngầu ba giúp mình, và anh em mình chỉ lấy cái điểm xí ngầu này này anh em chưa, và điểm xí ngầu này này anh em cộng cộng lại đúng không? Đấy, anh em lấy hai cái điểm xí ngầu này anh em cộng với nhau. Đây mình sẽ viết chữ cộng với nhau cho anh em luôn để cho các bạn gọi là dễ hình dung các bạn nhé. Đấy. Được chưa? Cộng với nhau nhé các bạn nhé. Thì các bạn sẽ có một cái kết quả là chẵn thì đánh tài mà lẻ thì đánh xỉu các bạn nhé. Được chưa? Đây, ví dụ như đây, ôi mẹ ra mẹ tài rồi. Mình đang định nói đến là trận đánh tài lẻ đánh xỉu anh em ạ, nó ra luôn rồi. Nhanh thế. Chưa kịp nói, chưa kịp nói với anh em luôn. Trời. Nhanh quá các bạn ạ. Nhớ nhá, tắt con xí ngầu ấy đi. Tắt hai con xí ngầu là không cần thiết rồi đi. Để cho anh em. Không cần sử dụng đến xí ngầu ba các bạn nhớ. Xí ngầu đầu rồi thôi. Đấy, được chưa? Mũi tên rồi đây. Con kết quả phiên vừa ra. Ok, vô đây anh em. Được chưa anh em? Chúng ta chỉ cần hai cái này thôi là gần như đã quyết định được nhiều rồi anh em.
Chỉ cần hai cái này thôi anh em ạ. Và các bạn nhớ giúp mình là chẵn thì anh em mình phang tài, mà lẻ thì anh em mình sẽ phang xỉu. Mọi người nhớ. Ơ chết rồi, mình chưa đọc. 2 cộng 2 cộng 6 là chẵn. 2 cộng 6 là chẵn, chẵn anh tài, ừ lại tài tiếp này. Đấy, nó chưa chuẩn chưa anh em ơi? Anh em thấy nó đã ra chuẩn chưa? Chẵn đánh tài lẻ đánh xỉu đã ra chuẩn chưa anh em? À đấy. Hôm nay thì đây, tại vì là mình thấy là giờ đây có khá là nhiều anh em đang kiểu re-up lại video của mình ấy. Hôm nay thì là ngày đây nhá, mình sẽ ghi rõ ngày lên đây các bạn nhá. Ok mọi người ơi. Thì chính là có mấy anh em re-up video của mình. Thường thì video của mình thì nó sẽ ra chậm hơn cỡ khoảng là, mình nghĩ là chắc chỉ rơi vào cỡ khoảng là 1 2 ngày thôi là video của mình sẽ lên nhé các bạn nhé. Nếu mà làm từ ngày 1 tháng 9, à mùng 9 tháng 1 chứ nhỉ, quên. Phải là mùng 9 tháng 1 chứ quên. Thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là ngày 11 hoặc ngày 12 video này sẽ lên các bạn nhé. Hoặc nếu thậm chí có thể là hôm nay lên luôn, ok các bạn ạ. Được chưa? Đấy, hôm nào lên video đấy thì mình sẽ để luôn cho anh em. Để luôn cho anh em, để luôn cho anh em để cho bạn là dễ gọi là hình dung cũng như là dễ nhận biết cái video xem có phải bị re-up lại không hay là bị ai trộm không các bạn nhé. Vẫn là chẵn chẵn anh mình sẽ vẫn đánh tài các bạn nhé. Ui sổ ơi, quá hợp lý luôn các bạn ơi. Nào, ngon chưa, ngon chưa? Nhớ nhá, nhớ giúp mình nha, là chúng ta chỉ cần quan tâm đến xí ngầu 1 và số đầu xí ngầu đầu tiên của xí ngầu 1 và kết quả của phiên thôi anh em. Được chưa? 6 như kiểu 6 cộng 11 là lẻ, lẻ thì mình có thể đánh xỉu đây. Đó, anh em chỉ cần quan tâm đến như vậy thôi, mình không cần anh em phải quan tâm quá là nhiều anh em ạ. Đấy, không cần quan tâm quá là nhiều, không cần quan tâm quá là nhiều các bạn nhé. Rồi luôn anh em ơi. Chúng ta gọi là lại tiếp tục luôn anh em ơi. Để xem nó như thế nào nào. Xem như thế nào, xem như thế nào nào anh em nhỉ. Đấy, cứ cái thằng này mà vã, cứ cái thằng này mà vã đi, bắt cầu nãy giờ là bắt thu thế nào đâu, bây giờ kể cả thu cổ tay thì anh em thấy là cái tỷ lệ nó vẫn cao đúng không? Đấy, cũng là bây giờ bốn tay ba tay rồi, ba tay đều ăn rồi, đây tay thứ tư để nó gì, nếu tay thứ tư mà gãy ấy, thì là gọi là gì, theo chu kỳ gọi là ba tay ăn ba tay gãy một là chuyện bình thường đúng không? Còn nếu mà bảo là chơi bốn ủi cầu ra bốn đẹp ấy, hôm nay dạng cầu là cũng đẹp anh em ạ. Nhìn này, 1 2 3, 1 2 3 4 này, 3 2 2 này, 1 1 này. Đó, thì cái dạng cầu này cũng đẹp. Về còn về gọi là cái thuật toán ấy. Em luôn nhớ nha. Rất ít khi mà có cái gì đấy nó chạy được 100%. Được chưa anh em? Rất ít khi có cái gì đấy chạy được 100%. Thế nên là cái vấn đề là ba tay hoặc là năm tay thua một anh em phải chấp nhận, bởi vì là nó phải có tỷ lệ thắng gì để thua. Chứ nói thật với anh em, nếu mà 100% ăn được ấy thì tôi bây giờ tôi đã ù hết rồi. Chứ làm gì đến lượt anh em đúng không mọi người. Ok, chắc là xin chào và gặp lại anh em ở video tiếp theo, và chúc anh em chúng ta sẽ áp dụng thử cái cầu xí ngầu 1 này may mắn các bạn nhé. Bye bye anh em.